HB Shop, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thay cái bánh xe trung gian của cụm lấy giấy của cái dòng máy Toshiba nha các bạn. Thì đây là cái cụm lấy giấy của nó đây. Đó, các bạn thấy không? Thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta xài máy thường xuyên và lâu dài các bạn, thì cái nhông trung gian ở đây nè các bạn, giữa hai cái lút nó sẽ bị mòn. Và trong quá trình nó kéo lấy giấy á, thì nó rất là kêu, gây ồn ào cho máy của mình nha các bạn. Tại vì bánh xe trung gian này nó mòn đi đó. Thì các bạn xem đây, cái bánh xe trung gian này nó mòn nè đó. Các bạn thấy rõ chưa, nó mòn đi rất là nhiều. Và ở đây mình đã có một cái bánh xe trung gian khác. Đây là cái bánh xe tiện các bạn nha. Thì các bạn thấy cái răng của nó nè, còn đây là bánh mới còn rất là tốt. Thì cái nguyên bản của nó như cái bánh răng mới của nó như thế này các bạn, và đây là cái bánh răng đã bị mòn. Đây mình để cho các bạn thấy cái răng nó mòn gần hết rồi, cho nên trong quá trình nó chạy lấy giấy á, thì máy sẽ gây ra tiếng ồn rất kêu, tập rột liên tục các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay nó. Thì trong quá trình mình thay cái bánh xe trung gian này, thì mình sẽ tiến hành vệ sinh luôn cái bánh xe lấy giấy nó luôn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay. Đây, thì ở đây nó sẽ có một cái miếng nhựa chung các bạn. Miếng nhựa chung này nó sẽ vừa là cái chốt để gài cái lút này và cái lút ở phía dưới. Thì phía trong nó, phía trong này nè các bạn, phía trong này nó sẽ có một cái con ốc nha. Chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ lấy cái miếng nhựa này ra được. Thì ở đây trước khi tháo á, thì chúng ta sẽ gỡ những cái cọng dây điện này ra. Đó, chúng ta kéo ra nè. Đây chúng ta cũng kéo ra luôn để cho nó chi, cho nó dùng cái cọng dây điện này lại để chúng ta tháo ra khỏi những cái rắc ở đây. Đó, chúng ta tháo ra khỏi những cái rắc đây. Còn cái rắc ở đây các bạn đừng nên kéo ra nha, tại vì trong quá trình chúng ta làm mà chúng ta không có đồ á, mà chúng ta kéo ra lỡ mà nó vụt cái dây này thì chúng ta câu lại rất là khó. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng dây điện, dùng cái dây này lại và chúng ta gỡ cái chốt này ra thôi. Đó. Chúng ta gỡ ra khỏi những cái rắc này để dây điện nó dùng lại. Đây, chúng ta gỡ ra. Xong. Thì các bạn thấy ở đây. Đây nè, phía trong nó có một con ốc nè các bạn thấy không? Đó, chúng ta chỉ cần tháo con ốc này ra thì chúng ta sẽ tháo được cái miếng nhựa màu trắng này ra. Chúng ta tháo ra. Rồi, mình đã dặn ra rồi các bạn. Thì ở đây cũng vậy, nó cũng gài dây rất là chắc. Thì chúng ta cũng tiến hành là chúng ta sẽ tháo dây điện ra khỏi mấy cái rắc này, mấy cái rắc khóa dây nè, để cho nó thẳng dây ra đó các bạn. Chúng ta tháo ra luôn. Rồi lúc này dây nó đã dùng hết rồi đó, thì chúng ta sẽ kéo cái nắp ra. Thì các bạn chú ý khi lắp nè ha, thì cái khóa của cái lút tơ các bạn, để khóa cái lút tơ này nó lại nó không có quay tròn đều quá các bạn. Thì các bạn thấy cái lỗ này ha, đây là cái lỗ khóa thứ nhất, đây là lỗ khóa thứ hai. Khi chúng ta lắp vào chúng ta chú ý nha, hai cái này đó. Thì mình làm để hướng dẫn một số nào bạn nào mà mới vào nghề chúng ta chưa có nắm được cái này thì chúng ta có thể làm được nha. Còn các bạn nào đã chuyên môn rồi xin bỏ qua cái clip này cho mình nha.
đó, nó còn mấy cái dây khóa chốt này đó, chúng ta sẽ tháo ra luôn. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ kéo cái miếng nhựa ra, đó thì đây là cái miếng nhựa mà cũng là cái hai cái chốt nó khóa ở đây nè các bạn ha, hai cái chỗ gài nữa nè, hai chỗ này nè đó, và cái lút bên đây thì cũng là chỗ gài nữa đây đó. Và đây là hai cái lỗ, các bạn chú ý khi lắp vào chúng ta lắp phải cho hai cái chốt gài nó nằm ở hai cái vị trí này nha, để chúng ta lắp sai thì mất công sẽ tháo ga lắm nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo hai cái lút này ra, cái là chúng ta tháo những cái phen sắt này các bạn. Đó, mình dùng cái một cái cây kìm cắt chân linh kiện á, mình nại ra các bạn. Các bạn nào có cái những cái vít mà chuyên dụng á thì chúng ta sẽ tiến hành nại nó ra. Cái này các bạn tháo lên cẩn thận nha, nếu mà để mất cái khoen này thì chúng ta tìm lại cũng hơi khó, còn các bạn nào có nhiều thì chúng ta dễ rồi. Đó, mình nãy nó cũng văng ra này, mới làm lại một cái à, tháo ra xong. Đây là cái khoen thứ hai nha các bạn, khoen thứ hai, đây là lút thứ hai. Đó, bánh răng nó quay cũng được các bạn, mà cái lút nó quay không cũng được đó. Rồi và đây là cái nhông chúng ta cần thay, ở đây nó cũng có một cái chốt khóa thì chúng ta cũng tháo nó ra luôn. Thì sau khi mà chúng ta thay xong cái này rồi thì chúng ta cũng sẽ vệ sinh cái cụm lấy giấy luôn các bạn. Đây, nó cũng mòn hết rồi các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành thay một cái nhông khác nha. Rồi sau khi chúng ta tháo ra xong, chúng ta chuẩn bị nhông sẵn và chúng ta lắp vào lại. Lắp vào các bạn nhớ khóa chốt rồi nha, đó, làm tới đâu thì chúng ta khóa lại tới đó. Chúng ta tháo ra từng bước, sau đó chúng ta lắp vào theo cái bước ngược lại là ok các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta lắp cái bánh nhông rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái lút. Lút này nó có một cái chốt khóa nằm bằng chứ không phải là tròn các bạn, chúng ta quay làm sao cho nó đúng chiều để chúng ta gắn vào cho nó ok nha. Đó, gắn cái lút thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ khóa lại luôn. Đó, gắn tới đâu chúng ta khóa lại tới đó. Xong rồi tiếp tục lút thứ hai. Chúng ta thấy nè, sau khi gắn vào á thì chúng ta quay nó êm hơn các bạn, nó ăn mấy cái răng hơn cho nên nó ít kêu hơn. Còn nếu như mà chúng ta thay cái bánh răng cũ chúng ta để á, thì trong quá trình lấy giấy nó rất là kêu nha. Đó, có nhiều bánh răng mòn, nó mòn rất là sát nhưng mà nó vẫn hoạt động lấy giấy được, nhưng mà nó tạo ra cái tiếng là ồn lớn hơn bình thường thôi. Rồi gắn cái lỗ thứ hai chúng ta khóa lại. Thì làm cái này rất là dơ tay các bạn, các bạn nào sợ dơ thì mình nghĩ là làm không có được đâu. Đó, xong. Đó, chúng ta gắn vào rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái nắp khóa luôn các bạn. Cái nắp này các bạn thấy không, bụi giấy nó đóng rất là dơ. Trong quá trình chúng ta làm á thì chúng ta sẵn vệ sinh luôn các linh kiện luôn nha. Đó, quét đó. Làm này bụi mực nè, rồi bụi giấy nè, nó phải dơ tay, qua lấy tay mình nè, nó phải dơ. Đó. Mà các bạn nào làm mà nếu mà có bao tay các bạn đeo vào cũng ok luôn nha các bạn. Nhưng mà làm mà nếu mà bằng bao tay mình không có cảm giác,
đã, không có cảm giác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái miếng nhựa bảo vệ của nó lại. À, chúng ta để đúng chiều nè, hai cái khóa gài của nó nè các bạn, hai cái khóa gài nè. À, chúng ta để đúng chiều đó, chúng ta sắp xếp làm sao cho nó đúng, xong rồi chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta chốt lại luôn. Nếu mà các bạn thấy dưới dây thì ở đây nó có cái chỗ tháo nè, chúng ta kết nối giữa hai dây điện này, chúng ta giật ra dưới đây ha. Đó, chúng ta giật ra để dễ gắn hơn nha các bạn. Sau khi gắn tháo ra xong thì chúng ta sẽ tiến hành gắn lại, cũng rất là đơn giản thôi, mà đặc biệt là chúng ta đừng nên tháo từ cái nút này, tháo cái rắc ở trong đây thì nó rất là cứng và nó hay là dù cái dây điện thì cái rất cao lắm. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành lắp lại. À, chúng ta quay cái chìa khóa cho nó vô trong nè. Đó, 1. Hai. À, nó vô khớp rồi các bạn. Bây giờ chúng ta để sát vào. Đó, sau khi để sát ra thì chúng ta tiến hành là bắt ốc cố định nó lại. Rồi, chúng ta khóa lại xong, bảo đảm là hai cái rắc này nó nằm đúng vị trí nó rồi các bạn nha. Hai cái rắc này nè, nó nằm đúng vị trí nó rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành kết nối dây lại và chúng ta sắp xếp đúng vị trí của nó. Đây. Rồi chúng ta sẽ gài vào các chốt của nó lại. Rồi chúng ta đẩy vô cho nó gọn nha. Đó, ở đây cũng vậy. Chúng ta gài vào. Các bạn nên có một cái nhíp thì nó sẽ ok hơn các bạn, tại vì cái ngón tay của chúng ta nó lớn hơn so với những cái kẻ này. Đó, chúng ta luồn vào khóa lại. Đó, chúng ta đẩy cho nó vào trong, tương tự cái này cũng vậy, chúng ta gài vào. Chúng ta gài vào mấy cái dây này cho nó sát một chiêu bạn, tại vì trong quá trình chúng ta lắp vào máy á, nó rất là khích sao, nếu mà nó ra nó cắn vào máy, nó chập dây điện rồi này kia, máy mình hoạt động nó không có ok các bạn. Ồ, rồi ok các bạn ha, chất lượng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta xem lại nha. Đây là cái bánh răng mình vừa thay xong, nó rất là khớp với các bánh răng của hai cái lutter này các bạn. À, còn mấy cái bánh răng cũ của nó các bạn thì nó mòn đi hết rồi, chạy nó rất là kêu. Đây thì chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh luôn mấy cái bánh xe này bằng cách nào các bạn? Chúng ta sẽ lấy cồn các bạn và lấy một cái khăn, chúng ta sẽ lau những bánh xe này. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó. Bánh xe dưới đây nó có cái độ mòn rồi nè. Bánh xe ở trên thì vẫn còn ok các bạn ha. Đó.
thì ví dụ như giấy mà nó lấy chặt ruột á thì cũng có thể do cái những cái bánh xe này nó đã mòn rồi, thì chúng ta tiến hành thay những bánh xe lấy giấy này. Thì cái này mình chỉ vệ sinh thôi nha. Thì nếu tới khi nào mà có những cái bước mà thay bánh xe lấy giấy hoặc là làm như thế nào đó, mình sẽ có một cái clip để chúng ta cùng nhau làm. Đây mình sẽ dùng một cái khăn và cái cồn mà 70 độ các bạn, mình sẵn lau nó luôn để gì các bạn, cho nó có độ bám rồi các bạn. Những cái bụi giấy á, nó sẽ được vệ sinh sạch sẽ, nó không có bám vào bánh xe nữa và bánh xe của mình nó có độ bám hơn nha. Thì sẵn làm thì chúng ta sẽ làm luôn những cái bước này, chúng ta sẽ lau nó. Một số bánh xe nó đã mòn nhưng mà cái vị trí nó không quan trọng thì nó cũng có thể là lấy giấy còn tạm được nha, cho nên chúng ta tận dụng mà chúng ta xài cho nó hết luôn, cho khi nào mà nó lỗi lấy giấy thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay, cho để nó còn lấy giấy được mà chúng ta thay thì nó hơi phí nha các bạn. Một bánh xe xịn zin nó bây giờ có thể là lên tới 25 tới 50 ngàn, tùy theo loại bánh các bạn. Chúng ta xây dầm, thay vì chúng ta có thể tháo ra luôn, nó cũng khá là đơn giản, chúng ta tháo ra luôn để chúng ta vệ sinh nó thì nó ok hơn nha. Rồi ok các bạn, vậy thì lúc này thì chúng ta đã cùng nhau thay cái nhông trung gian của cái hai cái lút của cụm xe cụm lấy giấy của dòng máy Toshiba rồi nha. Thì nãy giờ mình đã làm từng bước cặn kẽ, thì các bạn nào chưa có làm có lần nào các bạn có thể nghiên cứu clip để chúng ta cùng nhau làm. HB Shop thân chào các bạn nha, chúc các bạn thành công.